con nay không thuộc về con mà thuộc về Chúa. Chúa ơi, Chúa con quên đi gì vặt đời con, quên đi bao hư hẹn, quên thuyền trắng đêm ưu phiền. Ôi Đức Kitô, Chúa đã thắng được con rồi, Chúa đã khuất phục được con, dầu là phần con đã chi. Cho con hân hoan câu hát tình ca, cho con khát khao Ngài, suối nguồn mến yêu tràn hòa. Từ đây Chúa và con cũng xin ca gói tròn tình con thiêng tha. Đời con ước gì hơn là được yêu, được sống trong ân tình diễm. Yeah.
Chúa đã thương về con. Tình Chúa thương con vời vợi, mà tình con Chúa cũng biết trôi. Dẫu là mong manh như hoa dại trên núi, không hương không sắc ấm thầm lòng, nguyện ước suốt đời yên dương. Lạy Chúa, hồn con vẫn hằng khao khát được Chúa tất cả của con. Đời con dẫu có hao mòn, con chỉ mong hai chữ vuông tròn, một đời nên như câu ca và khúc hát, cao trao danh Chúa nhân từ hằng, dù thương tâm phận bé thơ. Có một điều con hằng ước mơ, hằng ước mơ. Chúa suốt đời con suốt
Đấng đã gọi con giữa cuộc trần gian, Đấng đã cùng con, Đấng con hôm nay hát câu sân cầm. Đấng đã cùng con, Đấng con hôm nay hát câu sân Thank you.
như vậy đó. Một cái gọi là nút đen.
dấu gì của sự chết cho trần gian. Con bằng lòng tiếp nhận những gì mà Ngài dòng cung cấp cho con mà không hề đòi hỏi. Lời khấn khó nghèo là như vậy đó. Rồi con sẽ khấn lời khấn khiết tịnh. Những bóng dáng của các chàng trai khỏe mạnh, thông minh, giàu có phải phai mờ đi trong lòng con. Thay vào đó là hình ảnh của Đức Kitô khiết tịnh, trong trắng hơn các thiên thần. Người sẽ cầm tay con, dẫn con đi trên các nẻo đường dương thế. Sau cùng người dẫn con vào vương quốc chi thánh của người, để con yêu người mãi mãi. Tên con được ghi khắc trong trái tim của người, trái tim con được đặt trong trái tim của người. Trái tim của Thánh Linh Tu hôm nay vẫn lời tấn kết tịnh lại được. Rồi đời tấn vô cùng, con sẽ dẹp bỏ yêu đương mà sống theo ý Chúa, theo ý của Hội Thánh, theo hiến pháp của nhà chồng và các vị trên. Con quyết không bao giờ cãi lại về trên hợp pháp của con. Con sẽ sống hiền lành như đất Mai Sơn, vui tươi phục vụ mọi người. Người ta sẽ nhìn thấy con như các thiên thần của Chúa đang sống trên trần gian mà không có cánh. Ôi đời sống tôi chỉ hạnh phúc biết chừng nào, nhưng chỉ dành cho một số ít người tư dẫn hơn để trở thành chứng nhân của nước trời. Là như vậy, hôm nay chúng ta đến đây rất đông đủ để chúc mừng cho nhà giàu, chúc mừng cho ông bà cố và chúc mừng cho con cái của chúng ta 34 người hôm nay tiến bước lên trước bàn thờ để làm lời cam kết qua ba lời khuyên của ông. Cùng với Đức Mẹ Maria và Thánh cả Giuse, hôm nay chúng ta dâng lên lễ rất xuất sắc lên Thiên Chúa để làm vinh danh Chúa. Chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi của mình để xứng đáng được lành thánh lễ. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Yeah.
chúng ta